nhưng mình đắng tha đôi tê và đan nó rất rưu vào mấy chỗ mồm coi mình ấy nắng mình cua xóm mày mấy ta mền tê mù là hai tỷ mỗi tháng coi tới miền a sơn đã cài lang thì tí là phải nhập từ với mồm tí khẩn bằng mình nung nắng soi pê được chứ nét tê và ta mà ông nắng chỗ mồm nông về lìa bẹ cần đà dục nè và tham về diêm này thì trái cần lo hồ tử nắng tê và ta chọc mò nhàng vọt kê tật bốn ở cư xoàng chẳng tớ hai ban mà bố nơi và thò nâng vừa xong khí ní chì mùi nâng ca để dương riêng nằm tí chì đầy sự vấn bèng mà phay bằng phê có cả mùi chùm nội nó cứ chi vì tắc mẹ tổ sự vấn trốt chì vật sự vấn trốt chì vật chẳng tê và ta nâng chọc mò ban bố nơi vẻ thố chúng bố mô vẻ phẹt này trẻ đồng minh vẻ phí hơi bố làm phí ai giúp nó bọt sát nâng minh vào màn tịch hơi sát tầng o trâu chủ riêng nôm chôl từ đâu sẽ đầy sạp cả bà chủ riêng nôm chôl từ đâu sẽ đầy sạp hơi sát ọt minh ấy trọ cao anh tế một cô lưu khơi phây nóng sẽ đầy sạp nổ hơi có bây phở bọn để nó mơ nơi dưới đầy sọc này nè nâng tê và đá bàn phô là nâng phê đồng viên phải phiền chẳng bằng tá tê và đá nâng bàn phô đòi vọt đạc cạch hà tê và đá đến bàn phô đòi vọt đạc cạch hà phê đồng viên phải phiền phải ông trông lư tê và đá nâng phô chết phải ông nâng ông trông chết phải tê và đá nâng cư phô đòi vọt đạc cả thà nâng cư cả thà đây và tớ tớ nó không vọt đạc bật mên để thả tê và đà nô bàn miên nơi sự phía sật chùi đạc tươn nô tương lai cơ đô chiệt xong đây tầng ơn nâng cư nô mộc nơi phải giàu nô mộc nơi sự đầy sọc chị bọn chị có sao hai có phần tá bầm nóm là bác tê và đà nâng tê là miên bởi phía và ông trông chriệp triệt dạng mấy chê phá tê và đa nâng cron tại bố ai mà nâu nâng thơ bốn đầm bấy ai cho cá nâu niết hàn xù nọ mộc nâu sẽ đầy sọc miên ở dụ quê có bấy chùm ra nâu chiên bàn tạo cá nế pro mở lô miên ở dụ đo tới mùi cáp bì cáp rồi hô đo học sắp buồn cáp ấy chẳng tờ nâng tê và đa nâng để bố nở thô nâng cư bố đòi vọt đạc cả thả mình mến bố đòi vị vọt đạc tế để bà đà nâng thả bà bọc cố lúc hơi phay nô hái cọc bấy phơ bẩn cọc bấy phơ bẩn để nò mọc nơi sĩ đầy sọc mọc bọc cố lúc áo bò nhà nị cả dì ra thả sọc khà về hà nị tệ nâng nâng bòm non là bọc tê bà đà nâng áo phơ bẩn phơ ấy chân á tại mến bơ tớ đầm bấy ông chạp bóng lẹ bóng nâu a sửa vẹn kể lẹ ấy tê cơ đoàn này thả ai bơ tiên tớ để xa xơ tớ chìm ra em sửa mà thị chân tớ mình bơ tớ nông ca cầm chạp bóng nâu kể lẹ đầm bấy sửa mà rạch nâu bẹn nâu phiên nâu lai nè đó là chân tớ bẹn đầm miên bẹp hiếp và ông trông mình lơ sự đại nơi bệ thố ai tê và đà nắng sập bình điện ai tê và đà nắng miên bẩm non sự đại trẫm để thở cuộc quân nơi từ đây sọc một áo pro sải phơi bon tay bẩn đắng bây giờ thở chọn ba là dù quấy tất cả nơi tham su tử vừa bon để tra tới tất cả nơi tham su ấy ai ba là dù quấy chuyện đăng tiết tất cả tham prom tử đời khơi thà mình nuôi nó bị khay, mình nuôi nó khay, bất bạc con nó thà bị khay, có vấn đề bà sinh chỉ từ nông tham để miền là dùng quê nâng ở ta vì tiền to đại để tệ, cứ ăn miền ca tiền to đại tệ, chân tê và đa nâng khơi tô nông tham mình nuôi khơi ai thì xong nông tê và đá nông trồng, tại tê và đa nuôi mình toàn bàn khơi được đẹp được biên được lời. Tớ bệnh sở mà xàm phút và ông trông trạc tọc với nhờ nhật nhộm chẳng thà tám á thế ná thà tám bệnh sở mà xàm phút cũng cực hạ thà tám chiếm ấy ná nha nà xông ạ đồ mô tình yê
open ý dạ tê chi vị tạ ma pa ma yung chia rú pa ni ta sa nê sam tệ ta ná ê tăng phệ giang mẹ ra nê bây khả ma nao lô ca mi sẵn bạc chia hế sam tệ bê khao tê bê miên bê phía trang tha chỉ vết cứ ở dục rõ bó sát tiếng lái đạch tuối bệnh nạ thất bất chủ rìa tay nôm chôl tự rốt sạch đầy sạp cao bà sát đại trâu chủ rìa nôm chôl tự chết sạch đầy sạp hơi nâng rộp ở vây chỗ cao ấn phụ miền lời cao ba bọc côl sầm lăng khơi phầy nốt khăn ông sức đầy sạp hơi chìa nẹ prạc ma sức đầy sngóp trâu tài lẹc bong a mi sắc khăn ông lột chênh xôm ạ nô mô tình y nâng khóc nế chỉ mùi nâng thô đại tê và đá bô gà lại ná dịch nhốm khóc nế trong chùm nói đại tê và đá bô nâng cứ bò nhà nị cả dịa đà thác sọc há vệ há nị tệ hàng chống á chứ hàng đá đôi nế trong ớt là hàng chống và ông mình bô đôi tê và đá nâng tế nè tại bọn ông trông bốn trông xâm đầy là ông lô ca mi sẵn bạc chế hế xâm tế tê khao tê khó cho mùi nâng tê và đá nâng bốn nâng mình chỉ khó ấy tới đời hai này thua nô có bần ta về khó đói chê tần na khẳng khăn nông chê tần na khẳng khăn nông bọn ông trông chế thật tê và đà nâng phô đòi chê tận ná rồi tớ nực nóng vọt đặc chỉ vọt đặc cả thà rồi nè chỉ cả phô xa xa nực nóng vọt đặc hãy bệnh xa mà xa mốt bọn ông xâm đáy lô ca mi sang bạc chế hê xâm tệ bệ khao ní cứ bọn ông xâm đáy tầm bấy rùi phót ẩm bí vọt đặc xong đại thì hàng đám tê và đá cô chân cái thả dù khá lây ấy rồi hốt đòi thả bảo cố khơi phầy nộp thấy tê và đá thả ai phượt bọn tơ từ lò mốc nơi sẽ đầy sóc bệ đồ miền rồi phía bảo ấm trông ca xong đại thì hàng đá ấm thả chỉ vật rồi bảo sọc sọc nâng tạch tù cháy chờ đủ bình y nâng hơi miền ca tạch tù chứ trâu chờ riêng nôm chô trô mô rạc nạ nâng hãy bảo khởi phầy nổ hái bảo khối trâu lẹt bóng nớ à mi sạc nông lục chành nhà nắng trâu khí chỉ mùi nâng thua để dân sạc xa một tí sạc đây sổ văn tên mà phây bầm bơ bạc cà nâng trâu khí nha bán trẻ át thạc thà chá lục lực xâm tay bì rô ná bì rương chỉ vết rồi bọc sọc sát đại miên bảo màn tích chỉ vật sọc sát nâng tích tui nâng thô nâng ban xâm tay anh tha chỉ vật bọc sọc sát rưu cổ bọc cơ tương lai tương cuông khá nông lộp ní thế nè nông ca rông nâu nâng cứ rông nâu ta chỉ mùi nâng khả nạ chật nông chỉ vật bạc chăm thay rồi bọc dưỡng cứ rông nâu chỉ mùi ta khả nạ chật môi khả nạ tai phần nọ mình mến chỉ vật nâng rốt nếu chỉ môi khả nạ chết pi khả nạ nông khả nạ này cả rốt nếu để môi khả nạ rưu mỗi đuông nâng cái cả là cứ một thả sạc lô của rốt nếu nông chỉ vật để rốt cứ miên để chết mỗi đuông tai phần nọ đại bàn cả là nông chỉ môi nâng chỉ vật để cổng phong rốt nếu nâng mà đuông nâng rồi lốt tới mà đuông thầm mây cao mà tiết chỉ vật nâng cổ rô nâu chỉ mùi mà đuông thầm mây tiệt tử ạc miên cao mà đông
pi khẳng nạ đồng nào khỉa rồi có pi đuông đồng nào khỉa tế cứ cả láng tay mùi đuông chỉ vật nâng rộp nếu chỉ mùi nâng chất mùi đuông nâng đôi chỉ nếu khăn ông khẳng nạ này lục hẹ chất cả láng phẩm vầy đuông rứ có tô xạ mùi là chất pi đuông mô hạ mùi là chất pi đuông vẫn tác đó tập ạ của sao nô cả láng viêm mên cả láng tiếng phẩm vầy tiếng pi nâng ngày nã cứ cả láng tay mùi đuông mà mối tay phẩm nọc phêl đài chết nâng cả láng mọ hỡi chì vật nâng cứ mô tha rung nâu chì mùi nâng chết mùi mùi đuông nâng vô lấy nhìn nhớm nà chì vật là bao giờ nâng cứ rung nâu chì mùi nâng chết mùi đuông nâng đôi chết hà chắc khô bình nhiên ban cả láng chắc khô bình nhiên để ban cả láng nâng với tốt sản ác kịch chẳng chất chạc hô bởi nhiên nó cứ chỉ chất mùi đuông chẳng chi vì tên tri chết là sắc nó cọc cá chỉ mùi nó chạc hô bởi nhiên nâng đà chỉ vật nó rung nơi chỉ mùi thì chất mùi đuông nâng đó từ mùi đuông nâng rồi lốt chỉ vật nó có chứ một hà rồi lốt đà chỉ vì tên tri nó có chứ một hà rồi lốt đà đó khả này cắt mô rồi nặng cơ nè slap lại khả này cắt mô rồi nặng hãy ban miên đuông đợt tây tiết chết đợt tây tiết ca bằng tỏ ca bạch chết đợt tây tiết ca bằng tỏ có ca tới mặt đuông bằng tỏ tiệt nâng vừa mên tới thà chết nóng phê ní ca bằng đuông bị chết phê cái bằng tỏ bị chết đuông tì mùi nâng ủa mà thà ca chết đuông tì bí vì tao chưa ca bằng đó bay buồn đuông ấy hợp thế vì nơi ta mặt đuông là bài lắm chỉ vật nó có rung nếu chỉ mỗi chết mỗi đuông cao nâng tiệt tờ bê đại chết mỗi đuông cao rồi lột tớ có chứ một tháng chỉ vật nó rồi lột tờ tài đại khả đi cạ mô rộng nặng sự đầy sạp đại kia đại khả nặng rồi sự đầy sạp miền bày giang nó miền khả đi cạ mô rộng nặng xa mặt tệ mô rộng nặng nâng sự mỗi chê tệ mô rộng nặng đầy sạp đại kia thật nạ đòi ca son là mọt nâng đòi ca bàn xâm rạch nâu bà đang được biên chỉ sẽ nông chỉ vết chạm thay ra bỏ dương nâng xùm bồ nâng rừng khả để cả mô rằng nạ nâng cứ slap chết đi mà đuông thơ mà đuông nâng nè bê để lộp hẹ chết cả láng chỉ vết nâng chứ mô thá rung nâu chứ mùi lộp hẹ lộp hẹ chết rồi lột tới tu sạ chết cả làng mó chỉ vật nâng có rốt nếu chỉ mũi nâng tu sạ mà đuông nâng thờ đôi chân này khăn ông bê khá chỉ vật bỏ dưỡng cứ nhau chỉ mũi nâng kể lệ rốt nếu chỉ mũi nâng kể lệ chỉ vật cứ cả rốt nếu rồi tạch tui nâng cứ rốt nếu chỉ mũi nâng ạ có sao ở của miễn bảo ạ có sao là chết bị ban cả làng thế nào bê để ạ có sao là chết cả làng nâng có chỉ vật rốt nếu chỉ mũi nâng ạ có sao lần thờ bê đại ạ có sao lưng rồi lốt có một tháng chỉ vật nước ban rồi lốt tới chỉ môi ạ có sao lưng tự đá tại chỉ vật cái có ban ca bằng to tiền chỉ vì tình tri chết được sắc ca cái một tiền được chưa nè lòng bề này cứ còn tại cả na còn che ban triệt tha vật thô đại bệ sư ma san quốc bảo ông sẩm đại bồm tiền bệ ạt cả tha cha lục lực lang nòng open này giờ sâu đấy cứ còn để chăm mình che tha chỉ vật ra bảo sát nâng miên praman tết nè praman tết nâng bạc kết được nông khả nại chết cứ dương rung nơi tay chỉ mũi nâng chết tay mũi đuông còn nọ nè chết tay mũi đuông sổm bay chết nâng ca rồi lốt cha đuông còn tay nông khả nại này ca rung nơi nâng cứ tay mũi đuông tê nè cứ tay mũi đuông tê chất đuông môn môn nó bị thay môn môn chất môn môn nó ban được lột tàu hai dương mình ban trong nơi chỉ mua được chất nâng tiệt tê mình ban một tha ban rồi mình ban một tha còn bông rồi nơi chỉ mua được chất mà sao mấy có tê đài cứ ban rồi nơi hai ban rồi nơi rồi hai ban này thả lên lên ban chuộc chất nâng tiệt hai chất na để cai bị thay mà sao mấy chất nâng ban rồi lột tàu hai mình bán cát mà đong tiệt tề chết nắng nữa mình bán cát mà đong tiệt tề chết để cát lang khay ní thì chết thay tiệt chỉ vật thay mùi tiệt
còn tại sạp đào cà son là một đấng mình toàn màu của cát đầm nò này chết đấng vừa lươn rồi hạt làng tế co ọt đấng đặc luôn ai những sạp chân từ đấng thật chết đấng rồi lột chân từ cà bết như ban rồi lột như ban sạp rồi hơi ọt miên khóc như ấy bị mô rồi nạc mên tên đấy sạp mên tên để thả từ sạp tiền rưu tiền cài nâng trâu kỳ đột chào trâu kỳ cọp chào nông prey ấy tê sạp đòi khả này cạm mô rồi nạ nâng sạp mên tên nâng vì khóc ní cơ này thả mùi sạp tiền rưu thân mùi tiết ọt bàn sạp tiền rưu tê sạp chết đôi khả này rồi sạp đòi xa mặt tệ mô rồi nạ nó sạp đòi xa mặt tệ mô rồi nạ nâng cơ này thả kỳ đăng kỳ lưu thả sạp chẳng hết được cái đằng từ cái lư thả ô sạp hai ấy hai nó cái đằng ta còn đằng từ tế nè phần tái đau khả để cạ mô là nạ nè sự đây sạp đòi kia đòi khả nạ vây thật bật mà dương mình tái ban sùng coi cho tôi ai sạp cột bết còn mình tái à quấy để phơi đuôi hai ấy à quấy để ca lan hai ấy cứ với tình lo hô cho hai ấy mình ai vô mà mình bàn đối chị đây sạp tiền ru tiền cài chẳng sạp vô lấy nhân nhóm nè đôi khi nhìn chẳng ở mình khóc nhiều tề nè còn là bị khóc nhiều thả muối chết rồi lột tới cái nơi ru nè nơi ru nơi miền chỉ biết đằng hàm chân châu là ủ tộ lượng thiệt ấy chẳng tơ nè mùi tiết cứ ọt ra đằng hàm chân châu có bản tái chẳng tì nó cứ smile clear đòi thả chết ẻ ná để bàn cả làng hai chia cổ sọc đấy chị ạ cổ sọc đấy chết để bàn cả làng hai rồi lột từ nó slap chào chết chị cổ sọc đấy slap chào chết chị ạ cổ sọc đấy cứ chết được ông nó mình bán cả làng một bình tiền đôi khi nè chết nông ba chị bòn đi để dương bàn thuộc vừa dây mùi vừa bòn vừa tiền được xa xa rồi vừa ba cổ sọc xinh xinh để dân bàn thưa rồi hai việc này môn môn nắng chất nắng ban rồi lột tàu hai mình ai từ một mô chất lọ lọ rồi chất ạc rõ ạc rõ nắng ở một ca lăng và ca tiệt mình bàn nó tê mình ai và mô bàn tê chốc xây đại ca lăng rồi tư chỉ ca đau và hai xa đại ca rõi xây đại ca lăng tư chỉ xịt đây chết khóa đi chơi đi đằng tiên để thọc vớ chết khóa đằng sơ để thọc để xá bên chết đằng khi và niên để phương thọc bàn chùm ra ấn cứ chặt thay tiệt tệ, nhiều thế nhiều nhóm, nè chặt thay tiệt tệ, nè chẳng chỉ vết là bọc sập sạt nấng, chỉ vết cứ cà rốt nở, mà phô đài tạ làm ma chỉ vết tân tri chế được sập nấng cứ cà lớn, hay là lột tới chỉ mui nằng chặt nằng ảnh chặt là lột chỉ vết tân tri, co là lột tới chỉ mui nằng chặt nấng. Ấy, chỉ vật từ cà rốt nâu, nâng cư rốt nâu, tai chỉ mùi chất, tai mùi đuông, tai còn nọ. Còn tại chất bị mật đuông, tai mật đuông, nâng vì cà rốt lốt, lươn rồi hả? Tai bêl tại cà rốt nâu, rưu cầu cầm bông rốt nâu, này chỉ vật nâng cư chỉ mùi nâng chất tai mùi đuông. Nâng có nhiệt nhôm có bây thì chả rộng nào là ẩn là ổn từ trong sự đầy nâng phòng đại thả rung nâu chỉ mùi nâng chất mùi đuông nâng cứ chọc bàn đầy thả nông khẩn nạ bài dương cũng không thể rung nâu lâu ní cứ cũng không thể khắc được nông chất mùi đuông nâng rồi lốt mùi đuông tiết bàn cạc bằng tó rung nâu nông chất mùi đuông tiết mình miên chất đi đuông trô nâu chỉ vật dương thế hai con mình miên chất bay đuông buôn đuông pram đuông gầm na nía cả láng tro chất để bỏ dường này cứ chất tay mũi đuông tay còn nó mình là dây ẩm tí sa hạ cặp tắc sam phải dốt ấy chỉ mũi chết được sắc tê dây ta bị đường chất nắng cứ tay mũi đuông tay còn nó mà tu chỉ vật hiến này chết được sắc nắng hái chỉ vật nắng rồi nới tay chỉ mũi nằng chất mũi đuông nằng rồi nơi tăng tỷ bớt đó là nghĩa hai pi ngày nâng rồi hô đòi chạm cao rồi hô đòi sát cứ chỉ vật nâng rồi nơi cho tên là lời chết mùi đuông nâng rồi hô chẳng tờ
còn là thà một đuông đại bàn rồi nở hai nó người rồi lột tới hai mũi đuông cả láng bật đỏ tiệt hai có bàn rồi nở chỉ mũi đằng chết mũi đuông cào tiệt chẳng tờ vô đây nhiệt nhóm sụn này chẳng thấy vô đây nhiệt nhóm vô thế nè xa thuộc vô chẳng lọ nhóm cả đàn nhóm bạn đứng sụn này tờ đứng bà rong phải nhiệt nhóm bọt vô nè pro nước nông thôn nước ban mình chạy cho bạn nè thà chết đài đài bàn cao lang để bàn cao lang rồi hỡi nè mình mến một tha còn bông cao tề nè chết để bàn cao lang rồi hỡi đó tiền mình mến một tha còn bông cao tề cứ bán cao lang rồi hỡi chết để mình toàn bọc đỏ lớn co mình mến một tha còn bông cao tề cứ mình toàn bọc đỏ hãy chết đài cổng bông tại cao là nó có mến một tháng bàn cao thời đài rư có nâng cao đài nè ở thế cứ cổng bông cao là chẳng ạ chẳng chỉ vật nâng cứ thắt nâu nóng chết mùi đuông má đài cổng bông tại cao là nâng nè chết nâng chỉ vật nâng thắt nâu nóng chết đuông má đài cổng bông tại cao là nâng hỡi có ai là lột tử bởi chất mùi đuông nè để bán cả làng hái rồi lột nè mình chia bởi cháy này chết để cả nông phúc chia cầm nát này tiệt tệ hay là chỗ tệ chất nè chỗ tệ chất nông khả nạn này chỗ tệ chất nó có miễn chỉ vết nó chỉ vì tân trí cao chỉ mùi nâng chỗ tệ khả nạn nâng đai có bàn tay chỗ tệ khả nạn này chết trong cao nâng mình ai chia phải trái nôm ao chết ở tây tiết cao nếu không nông cam mà chỉ rù nghịch tiệt tế người ta đồ rù và để sẵn phê không tì nà đó tây tiết chết đại cả làng cao nâng cứ tới chia và để sẵn phê nếu tới chia và để sẵn phê bằng tố ẩm phí chỗ tệ chết nâng rồi lột tới và để sẵn phê và đây xâm thị chất mây nâng cư mình mến ca lá nông rú bạch chữ bòm bài chương ở vệ dụ vệ nâng kê xùm bây mà nụ tê và ta rung và đói đây thả chỗ tê em bì rụp nâng hơi thả nẹ nâng miên rất ta anh chẳng xa bì rụp nâng ở ca nông rụp nâng phim thua ca tê với tố ta miên chiệt mây bằng tỏ tiền xong bây giờ tê và đa ong khla đôi chứ sạc tê và đi ngay mùi bỏ ong trông miên vật tê mình sụp bái của bỏ ong chất ong hải dục đá chân tớ của bỏ ong chô tớ sạp và thô là bỏ ong chốt tê múc bê sà ma sàm phụt và ấn nó thể sạp múc bê sà ma sàm phụt đó hỡi bán cát liêm lươn rõ hạt nông bê lưng miên tê và ấn hay nông bê sà ma sàm phụt tê đẹp đầm tại cam mai chữ rù đôi chữ tập rồi bao sự cả tê với cả lớn cào ní nên mình men rù môn thế rù cào tiệt và anh nâng sập lục chột tệ mà đo hay đã chột tệ khẳng mốc để xem mà xem cột tệ mà đo nhiệt nhóm tại này đây cả bàn sập rồi thố cột phơi ao tầm na tầm này rồi bao vợ on nâng nơ đợt này bằng to tầm này chỉ và anh tiệt bàn mình chỗ tệ từ nào mình bà đệ xâm thị nông tì nào thế cao chia bà ân ở đây là chân tử cái nào cao chia sạc cả tì với đợt đây là nếu cứ chia cả sạc xa nữ à bị thô ấm hết đến nhưng sạc xa bị đầm nà này chết đài là bật tư nông chỉ vết chạm ngay rồi bỏ nhưng tầng ọc nì rư gõ chỉ vết đại rốt nêu chỉ mùi nâng chết tại mùi đuông nâng vì thả rốt nêu chỉ mùi tại nâng chết tại mùi đuông ní còn mên ba này thả chết mà đuông nâng tăng nêu tăng vì bất đó là nghi vì là nghi đó ai ấy chết á tại trong dây thả bê là chỉ vết nâng ca láng cư rốt nêu tại chỉ mùi chết tại mùi đuông là cũng không ca láng tại phần nọ hả chết tại mùi đuông nâng có ọt miên ban tăng nêu ban du tiết còn rồi lốt tư liêm tiệt bố ủ bà tệ thể tệ nâng phèng kẹ này chất nâng bị lươn rồi hát ná thế nạ chất tiếng bác phẩm phân lấy tiên miên tăng ẩm bì ạ tây tạ phà quen cái chá lần nạ phà quen cúp ở chê tệ
nè hầu hai chân tứ nè chật thùng muối nè tôi bấy nè nòng chật đại ca lang nòng bốn mua thau ba té chật đại mình toàn là lót mua thau thệ té chật đại là lót tới mua thau phèn té bảy lì tứ nè tôi chia sẻ nòng nè chật mùi đuông nấng cứ là lót lươn nè chân bài này thà chỉ vết nâng cứ tạch tụi bằng phật nà và cất đòi ở dục nông bạc là mạc nô tạch tụi nà vần tay và cất đòi xa mà tệ mô rằng đá với đôi chỉ dù đai mà chân nam tì chân nam nà hốt đòi mà rồi chân nam mây dân tê tê và đa miên đòi tê rộp con chân nam tếp rôm miên rồi hốt đòi rộp cạp tiết của miên nà thế tôi thì dàng ná khả này cạ mô rằng đá nâng miên đôi khi nha tầm ọ chân. Cả sạp đôi khả nạ chất ở riêng rồi ngày nó cứ đôi khi nha tầm ọ